Tương quan đối đầu huấn luyện viên Park Hang-seo và Mano Polking. Huấn luyện viên Park Hang-seo và Mano Polking đều có một thắng lợi, một lần hòa và một thất bại khi đấu trí với nhau lúc dẫn dắt U23 cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam lẫn Thái Lan. Lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Mano Polking so tài cao thấp là tại bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Khi đó, Việt Nam của ông Park thua 0-2 trước Thái Lan. Tại trận lượt về, dù rất cố gắng nhưng Việt Nam vẫn phải chấp nhận trận hòa 0-0 và nhìn Thái Lan thẳng tiến vào chung kết trước khi lên ngôi vô địch của giải. Huấn luyện viên Park Hang-seo có dịp trả món nợ Polking khi tại chung kết SEA Games 2021 ở Hà Nội, U23 Việt Nam của ông Park thắng 1-0 trước U23 Thái Lan được dẫn dắt bởi Polking. Tất nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn khát khao đòi lại món nợ tại cấp độ đội tuyển quốc gia. Ông Park khẳng định, chúng tôi còn hai việc phải làm. Đó là chơi tốt trận lượt đi, có chiến thắng để trả món nợ Thái Lan. Hay là khép lại nhiệm kỳ cuối với chức vô địch, mang cúp về nước làm quà cho người hâm mộ. 5 năm qua, ở Đông Nam Á, tôi chỉ thua đúng một trận, là trận thua người Thái ở vòng bán kết AFF Cup 2020.